Vinhot, một sự việc gây chấn động tại thành phố Bạc Liêu làm bà con ăn ở không yên. Trong thời gian vừa qua, lùm xùm việc từ thiện và sao kê dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó cũng có rất nhiều người làm từ thiện, họ cũng gây ra những sự cố ngoài ý muốn. Một sự việc mà tôi muốn nhắc đến đó là Hot TikTok Huỳnh Như, giám đốc công ty mỹ phẩm Đông Anh đi làm từ thiện ở thành phố Bạc Liêu, đã cố tình lây nhiễm cho những người dân ở nơi đây. Cộng đồng mạng đang chỉ trích cô ấy một cách kịch liệt. Thực hư thế nào, chúng ta cùng xem xét. Huỳnh Như trong quá trình đi phát gạo phát hiện mình bị F2, có khả năng nguy cơ lây từ F1, và cô ấy đã về nhà cách ly tại nhà và nhờ đến các cơ quan y tế tại địa phương test nhiều lần, xét nghiệm có kết quả âm tính. Cô ấy đã quay trở lại với cuộc sống, thực hiện chế độ 5K khi đi mua đồ ăn. Nhưng đến ngày 8 tháng 9, cô ấy phát hiện mình bị Covid, đã liên hệ nhanh chóng với cơ quan ban ngành thực hiện việc điều trị và cách ly cho những người tiếp xúc gần với mình. Sự việc không dừng ở đó, lùm xùm xảy ra khi rất nhiều người lên án cô ấy biết mình có nguy cơ lây nhiễm nhưng vẫn cố tình ra bên ngoài. Đối thủ của cô ấy đã có cơ hội đục nước thả câu, tạo ra nhiều nick ảo tấn công ngoại mặt trên nhiều phương diện. Sự việc trên, các bạn có đặt ra câu hỏi, các bạn có biết lời nói của mình sắc hơn dao kiếm, có thể giết chết một con người tốt? Cô ấy đã có tâm tốt làm những việc thiện cho bà con ở vùng quê Bạc Liêu. Tại sao các bạn không lấy điểm tốt của cô ấy ra để nói mà lại hùa theo những đám đông ở trên mạng tấn công cô ấy? Phải chăng chúng ta quá vô tình, hay chúng ta là một trong những người không có tình yêu thương? Bạn hãy xem lại chính mình. Khi muốn phát ngôn ra một điều gì đó, chúng ta nên uốn lưỡi 3 lần trước khi nói. Mọi sự việc vẫn được cơ quan chức năng, ban ngành, nhà nước của chúng ta đang điều tra và làm rõ.